Tên đồ tể nuôi họ bằng thức ăn đặc chế. Sau 7-7-81 ngày cho ăn, người đàn ông đã đạt đến tiêu chuẩn ra khỏi lồng. Tên đồ tể chất họ lên xe và kéo đi, đưa đến nhà hàng tự mình kinh doanh. Không lâu sau, họ đã biến thành thịt nướng, được cho vào hamburger. Amanda cầm lên cắn một miếng, do quá ngon, chưa đến một giây, cô ấy và bạn trai gian đã ăn xong. Ăn uống no say xong, hai người chuẩn bị xuất phát, nhưng họ không biết trong nước mà họ vừa uống đã bị người ta lén nút cho thuốc mê. Không lâu sau, gian bắt đầu thấy buồn ngủ. Để lái xe an toàn, hai người quyết định đến nhà nghỉ gần đấy nghỉ ngơi. Ông chủ nhà nghỉ là một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, nhiệt tình tiếp đãi họ. Amanda không thể ngờ rằng sự bi thảm của cô và bạn trai bắt đầu từ đây. Đêm đó, sau khi hai người đi ngủ, một người đàn ông bò từ dưới gầm giường ra, đeo mặt nạ thỏ, giơ bàn tay ma quỷ về phía đôi tình nhân xui xẻo. Sau khi Amanda tỉnh lại, phát hiện bản thân đã bị nhốt trong lồng. Cô vội vàng hét lên cầu cứu, âm thanh đã thu hút người đàn ông đeo mặt nạ lợn đến. Đồng thời, đồng bọn cũng người đàn ông đầu lợn cũng đến, mặc kệ sự lời cầu cứu của Amanda, dội nước nóng 120 độ ra. Khi Amanda tỉnh lại, tay chân cô đã bị trói chặt, trở thành heo Peppa đợi bị giết mổ. Một tên đồ tể cầm kim tiêm dài 40 mét lên, tiêm chất lỏng gì đó vào cơ thể cô. Những người phụ nữ này bị nhốt trong lồng. Công việc hàng ngày chính là liên tục sản xuất sữa. Tên đồ tể trói Amanda lại, cầm kim tiêm dài 40 mét lên, tiêm chất lỏng không rõ là gì vào cơ thể cô. Tiếp theo, Amanda bị cho vào lồng và đưa đi, nhốt trong một cái phòng nhỏ tối thui. Bạn trai gian cũng bị nhốt trong lồng. Xung quanh toàn là những người đàn ông đang hấp hối. Ba tên đồ tể đi vào, dùng gậy cố định một người đàn ông rồi giết đối phương. Gian cực kỳ sợ hãi, bắt đầu ra sức phản kháng. Cuối cùng bị đồ tể đánh ngất. Amanda phát hiện ra người phụ nữ ở bên cạnh trên người cắm hai cái dây, vô cùng yếu ớt. Từ chỗ cô ấy, Amanda biết được rằng đây là nông trường ăn thịt người. Lúc này, ba tên đồ tể đến đây, chúng mặc kệ lời cầu xin của người phụ nữ, treo đối phương lên không trung. Amanda nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đến kiểm tra tình hình, song đã bị cảnh tượng thảm thiết của người phụ nữ dọa cho sợ hãi. Đồ tể lấy linh kiện của người phụ nữ rồi đi khỏi đây. Amanda vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này, trước cửa có bóng người đang lắc lư. Amanda tưởng là đồ tể, không ngờ lại là gian. Cặp đôi khổ sở cuối cùng ôm lấy nhau, họ đỡ nhau trốn khỏi đây. Gian bị thương quá nặng, chỉ có thể trốn ở giáo đường nghỉ ngơi. Lúc này, một tên đồ tể đi vào. Nhân lúc đối phương sám hối, Amanda đỡ gian chuẩn bị rời đi, song không may bị đồ tể phát hiện. Tên đồ tể đáng sợ này đang truy sát một đôi tình nhân. Gian bất ngờ giẫm phải bẫy, ngã lăn ra đất không thể cử động được. Thấy những tên khác cũng chạy đến, Amanda chỉ có thể trốn thoát một mình, để lại gian bị đồ tể giết ngay tại chỗ. Amanda đau đớn tuyệt vọng tiếp tục chạy trốn. Cô trốn trong trại lợn gần đấy. Ở đây, một người đàn ông nói với cô có thể thoát khỏi đây bằng xe buýt. Amanda chạy theo xe ô tô đi đến bãi đỗ xe, nhưng không thấy xe buýt. Nhân lúc đối phương lấy hành lý, Amanda chạy lên đánh anh ta ngã lăn, quay tên đồ tể sau lưng đuổi theo. Amanda vội vàng khởi động xe chạy ra khỏi nông trường. Ngay khi Amanda tưởng đã trốn thoát thành công, xe hết xăng dần dần dừng lại. Đồ tể vẫn đang đuổi sát sau. Amanda chỉ có thể xuống xe tiếp tục chạy trốn. Dưới sự sắp xếp của Amanda, đồ tể không thể bắt được đối phương. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Amanda lại đến chỗ bị nhốt, phát hiện xe buýt dừng ở đó không xa. Cô mở cửa, cứu Lily trong đó ra. Hai người cùng lên xe buýt, nhưng trên xe không có chìa khóa. May là họ đã thành công lấy được chìa khóa trong một căn phòng. Đến khi quay lại xe, Amanda bắt đầu khởi động, Lily lại đơ ra. Amanda lúc này mới phát hiện, trên xe toàn là đồ tể. Kết phim, Amanda và Lily bị làm thành thức ăn hắc ám, trở thành bữa trưa của đồ tể.